Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh xe Mạnh Phát. Và rất là nhiều người hỏi Mạnh Phát là hiện tại thì Mạnh Phát có còn kinh doanh nhiều mẫu xe dưới 10 triệu hay không. Lâu rồi không thấy quay cái cơ sở bên trong này đúng không ạ? Thì Mạnh Phát bảo với mọi người nhá, vẫn đang làm bình thường. Và đây là chiếc xe này, vẫn đang nhân viên, vẫn đang lắp xe. Và sẽ bọc xe, số lượng vẫn đi rất là nhiều nhá. Đây, bọc xe rất cẩn thận để giao đến tận tay khách hàng. Và Mạnh Phát có rất là nhiều các mẫu xe dưới 10 triệu rất là tốt nhá. Mạnh Phát sẽ giới thiệu cho mọi người một số mẫu mà Mạnh Phát đang có nhá. Nếu mà nói về độ rẻ, độ bền, độ trì và độ ngon thì phiên bản 133 Classic này là một trong những phiên bản ngon nhất. Ngon, bổ rẻ, bền đẹp chính là tiêu chí trên phiên bản xe 133 Classic này. Đây mọi người sẽ nhìn này. Một chiếc xe 133 bánh 300-10, giả sóc cực kỳ êm, giả sóc dầu mà. Đấy, chỗ ngồi thì rộng rãi, có thể chở được hai người này. Đấy, các bà đi chợ chở rất là tiện lợi này. Chìa khóa thì có cả chìa khóa cơ và chìa khóa từ này. Được tặng kèm cả giỏ xe, cả mũ bảo hiểm đầy đủ. Mà giá xe thì con này đang có giá cực kỳ sập sàn, chỉ có 6.500.000 thôi. Miễn phí vận chuyển tận giường cho các bạn luôn. Đây, ngon bổ rẻ đúng không ạ? Nếu mà ngày xưa thì các bạn là thấy là xe 133 bình to nó hiếm đúng không ạ? Thì Mạnh Phát có này, đây cho mọi người xem này. Nắng cũng phải quay cho anh em. 133 Grand X8 này, form dáng đẹp đúng không ạ? Kiểu dáng cao, nhìn rất là hiện đại, form rất là đẹp đây. 9.900.000, yên dài hơn, cốt dài hơn, nhìn rất là thời thượng. Đây nữa này, bật mí cho anh em siêu phẩm mới về. Đã. 133 Spacia nay được trang bị bình lớn nhá. Spacia thì quá nổi tiếng rồi, là một mẫu xe mà có tốc độ cực kỳ nhanh. Đấy, vậy có cả số lùi, full như ABS, linh kiện toàn bộ là cao cấp. Nhưng mà anh em vẫn thích là 133 Spacia, nhưng mà muốn chạy bình to, đi được xa hơn thì đây chính là phiên bản nâng cấp của em nó. Tem này là tem 3D các mọi người nhìn này. Tem bình thường các bạn nhìn này, đây X8 đây, tem bình thường thì nó chỉ có màu đơn giản như này thôi. Nhưng mà anh em nhìn tem của Mạnh Phát này, đây, rất là nhiều màu, tem này in đắt gấp đôi, gấp 3 lần so với tem bình thường nhá. Đấy, rất là hịn này. In được ra bộ tem này không hề dễ đâu nha các bạn nha. Đấy, nhìn đã thấy phê rồi đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Cả hai phiên bản này thì có quãng đường di chuyển giống nhau, khoảng 60 cây một lần sạc. Chỉ khác là phiên bản Spacia này thì được trang bị cái bộ IC động cơ mạnh mẽ hơn, nó cho quãng đường di chuyển xa hơn nhá. Cho anh mượn cái tô vít này. Cho quãng đường di chuyển xa hơn. Và bây giờ Mạnh Phát sẽ mở cả con này ra để cho mọi người nhìn này. Đây nha. Đấy. Cốp to, nhựa ABS này, nhựa trắng này. Đấy. Cho mọi người nhìn luôn. Đây này, IC đúc này mọi người nhìn này. IC rất là xịn. Đấy. Nhìn đã thấy thích rồi đúng không ạ? IC đẹp lắm. Động cơ là động cơ 8 lỗ này. Con này cho tốc độ trên 50 cây một giờ nha mọi người nha. Trên 50 cây một giờ, rất là khỏe. Đó. Và đặc biệt là quãng đường đã xa rồi mà xe thì quá đẹp luôn. Vẫn được tặng kèm giỏ và mũ bảo hiểm nhá. Và tương tự như vậy, đây Mạnh Phát sẽ cho mọi người xem. Đối với dòng GX8, hai phiên bản này là 19-10 thôi, giá đều là 9.900.000. Đấy, quan trọng là anh em thích con nào hơn thôi. Đây. Con này thì có cái ưu điểm của nó là cái cốp này nó rộng hơn. Đấy. Cái cốp này của nó sẽ rộng hơn nhá. Rộng hơn con này một chút. Còn về hệ thống đèn hậu này, giống nhau này, ốp càng giống nhau này. Đấy, chúng ta thích cái kiểu dáng của con GX8, chúng ta sẽ lấy form đầu này. Còn chúng ta yêu thích Spacia, thích tốc độ nhanh hơn. Đấy, thích khỏe hơn thì lấy Spacia nhá. Hai phiên bản này thì có giá bằng nhau. Đấy. Còn Spacia bình nhỏ đây, 8.900.000 vẫn có. Mà Spacia bình to là 9.900.000 nha các bạn nhá. Đấy. Nhìn xe thì chắc chắn là không phải chê điểm gì rồi đúng không ạ? Quá đẹp, quá chất lượng rồi. Đấy, đây là điều những cái mẫu mà có tem Mạnh Phát này, độc quyền của Mạnh Phát nhá. Nên anh em yên tâm là chất lượng lúc nào đảm bảo. Lấy uy tín của Mạnh Phát ra để đảm bảo cho anh em luôn. Đây Mạnh Phát sẽ bật thử cho anh em cái số lùi của xe nhá. Đây ra chạy lùi nhá mọi người nhìn nhá, xe đang chạy lùi này. Đây, xe đang chạy lùi. Có cả số lùi luôn. Con này thì có cái đèn pha rất là ưng. Cá nhân Mạnh Phát thì cực kỳ thích cái đèn pha của con Spacia này. Rất sáng và nhìn rất là chiến nhá. Và đối với dòng Spacia này là dòng rất là cao cấp thì anh em sẽ thấy này. Toàn bộ lỗi của xe nó sẽ báo hết trên mặt đồng hồ. Bao gồm là hệ thống lỗi như tay ga, IC này, động cơ này. Đấy, nó đều báo lỗi trên mặt đồng hồ này hết. Rất là thông minh và anh em có thể dễ dàng quan sát là xe của mình bị đang gặp lỗi gì để có thể sửa chữa, để tránh tình trạng bị bịp nhá. Đây, và tiếp theo Mạnh Phát có những cái mẫu xe rất là đặc biệt. Đây, đấy, nếu như các bạn mà cần một mẫu xe nó có bàn đạp, đây cho mọi người nhìn nhá. Đây, có đùi, có bàn đạp. Mẫu Cool Sport có rất là nhiều màu, đây cho mọi người xem. Mẫu này thì rất là hay, chúng ta sẽ có 3 chế độ mở khóa này, thẻ từ NFC, chống trộm và chìa khóa nhá. Đây cho mọi người xem này. Đấy. Mức giá của phiên bản này là 7.990.000.
Chúng ta đã có một chiếc xe có cả bàn đạp rồi, màu rất là đẹp, kiểu dáng thì nhìn là thấy bắt mắt rồi đúng không ạ? Đây. Đó. Kiểu dáng của phiên bản Cool Sport, đèn đẹp, nhìn xe rất là cute. Đấy, các bạn nữ đi xe này thì đúng là miễn chê con dê rồi. Đấy, xe đẹp mà đi rất là thích nhá. Đấy. Nhỏ gọn này thôi nhưng mà tốc độ cũng ok đấy. Đây. Lên đến 40, hơn 40 cây một giờ mọi người nhá. Đấy, nhỏ gọn mà đi rất là thích này. Phần để chân để thiết kế rất là hài hòa này, chân trống đẹp này. Đây. Đấy, mọi người nhìn luôn. Xe này thì sẽ có xi nhan sau nhá. Xi nhan sau. Đây. Còi này. Đấy, xe sẽ có xi nhan sau. Đằng trước thì nó sẽ có tiếng kêu thôi. Đấy. Đèn pha đầy đủ, giỏ xe được thiết kế rất là đẹp nhá. Ở ngoài cửa hàng 234 Ngô Xuân Quảng Mạnh Phát quá tải nên là bày cả X-Men và Vespa trong này luôn. Đây, Cool Sport thì nổi tiếng nhất là cái màu hồng với màu kem sữa, bán chạy lắm, có cả màu xanh đá này bán cũng hay này. Đấy. Và cái mẫu này cũng là một cái mẫu mà đang được lòng các bạn này. Mẫu này là mẫu X-Bull Spacia. Kiểu dáng thì giống X-Bull. Được trang bị bình lớn và bán với mức giá là 9.900.000 nhá. Phiên bản này thì sẽ bằng giá với phiên bản xe Spacia bình lớn và Grand X8. Nói chung là các bạn thích nhỏ gọn thì lấy phiên bản X-Bull Spacia này, nó gọn này. Còn các bạn thích cao to thì có thể lấy Spacia bình lớn hoặc là Grand X8, thì đều là những chiếc xe to và nó mang lại, mỗi con nó mang lại một cái trải nghiệm hay ho riêng. Đấy. Tất cả các xe thì Mạnh Phát đều miễn phí vận chuyển và ship tận nhà cho mọi người nhá. Giá xe là sẽ được miễn phí hết. Bán tại cửa hàng hay là bán ship thì giá xe sẽ bằng nhau. Nói chung là còn rất nhiều loại này. Đây, cái mẫu xe nhỏ nhỏ xinh xinh 6.500.000 này vẫn còn này. Đấy, Avin. Mẫu Avin này vẫn bán ok nha mọi người nha. Nói chung là bên Mạnh Phát thì rất là nhiều xe. Đấy, xe để ở trên tầng nữa cơ, nhiều lắm, thì bên Mạnh Phát đang quay tạo như này thôi. Đây, xe để cả bên đường cho mọi người nhìn này. Nói chung là xe rất là nhiều. Bởi vì những cái mẫu 133 này Mạnh Phát một ở tháng thì bán đi hàng trăm cái cơ mà, nên là số lượng xe này lúc nào cũng sẽ có rất là nhiều để mọi người có thể lựa chọn nhá. Đấy, bởi vì Mạnh Phát bán toàn quốc nên cái việc mà bán được số lượng lớn thì không có gì là lạ đúng không ạ? Một trong những đơn vị kinh doanh xe điện lớn nhất rồi mà, nên là cái việc mà bán được nhiều không có gì lạ mà giá xe lúc nào cũng ưu đãi. Đấy, từ 6.500.000 đấy đến 7.500.000 133 Pro nhá. Đấy, 7.990.000 này, 8.900.000, 9.900.000, nói chung là có rất là nhiều mẫu xe dưới 10 triệu để cho các bạn lựa chọn nhé. Để các bạn thích mẫu nào thì có thể nhấc máy lên và alo cho xe điện Mạnh Phát qua số điện thoại là 0866 903 993 hoặc là 0358 993 993 để được nhân viên Mạnh Phát tư vấn và hỗ trợ để mua được chiếc xe ưng ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.